Và để tiếp theo chương trình, ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với thanh đồng Nguyễn Văn Tiến đến với giá cô bơ thủy phủ. Vậy chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thanh đồng Đỗ Văn Tiến hoang giá. Thank you.
Nguyễn Văn Tiến đến với chúng ta giá cô bơ phải phủ.